Thành cổ Quảng Trị, điểm du lịch tuyệt đẹp, hấp dẫn và những điều ai ít biết đến. Thành cổ Quảng Trị là một tòa thành mang dấu tích hoài cổ, lưu dấu một giai đoạn hòa khí ngút trời, đầy khốc liệt trong lịch sử dân tộc ta. Hiện thành cổ Quảng Trị là địa điểm chỉ đỏ để giáo dục truyền thống lịch sử, điểm du lịch tuyệt đẹp, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Thành cổ Quảng Trị tọa lạc ngay trung tâm thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, cách quốc lộ 1 chừng 2 km về phía đông. Địa chỉ đỏ này được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1986, là một trong những di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Theo tài liệu lịch sử, thành cổ Quảng Trị được xây dựng trong vòng 28 năm, từ năm 1809 đến năm 1837, kéo dài từ đời vua Gia Long sang đời vua Minh Mạng. Đây được coi là một công trình thành lũy quân sự quy mô và đối với địa hạt Quảng Trị thời xưa. Ban đầu, thành được xây dựng bằng đất, hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Đến đời vua Minh Mạng, khoảng năm 1937, thành được xây dựng lại bằng gạch. Tổng quan của thành có dạng hình vuông, chu vi dài 2.160m, cao 3m, dưới chân dài 13,5m, đỉnh dày 0,72m. Xung quanh thành có rất hệ thống hào rộng bao quanh. Bốn góc thành là bốn pháo đài nhô ra để bảo vệ. Thành có bốn cửa, tiền, hậu, tả, hữu, xây vòm cuốn, rộng 3,4 mét. Phía trên có vòng hạ lâu, mái cong, lợp ngói, cả bốn cửa đều nằm chính giữa bốn thành. Tổng diện tích toàn thành theo đo đạc là 18,56 hectare. Phía tây thành được ngăn cách bởi sông Thạch Hãn, phía bắc được bao bọc bởi sông Vĩnh Định, hai phía đông và nam là vùng dân cư và đồng bằng Triệu Hải. Từ thành cổ có thể đi vào nam ra bắc bằng các tuyến giao thông đường, sông, đường biển hay đường bộ đều vô cùng thuận lợi. Do đó, thành Quảng Trị hội tụ đủ điều kiện lịch sử để trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn vùng. Dưới thời Pháp thuộc, thành Quảng Trị là trung tâm hành chính, đầu não của hệ thống chính quyền cai trị cấp tỉnh và là cứ điểm quân sự quan trọng của chính quyền thực dân. Ngoài ra, chính quyền Pháp còn xây dựng tại đây một nhà lao giam cầm những người yêu nước kiên trung. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, lấy vĩ tuyến 17 của sông Bến Hải làm ranh giới chia cắt tạm thời, một phần cửa Quảng Trị được giải phóng, một phần khác của Quảng Trị, trong đó có thành Quảng Trị bị chính quyền Mỹ, Ngụy chiếm đóng, biến thành căn cứ quân sự lớn và cũng là nhà lao giam cầm những chiến sĩ cộng sản. Thành cổ Quảng Trị còn mang đậm dấu ấn của 81 ngày đêm kiên cường của quân và dân ta, 81 ngày đêm máu lửa, từ ngày 28 tháng 6 năm 1972 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972. Quân dân Quảng Trị nói chung và thành cổ Quảng Trị nói riêng vẫn đứng vững trong những trận mưa bom của Mỹ, Ngụy. Tuy nhiên, dấu tích thành cổ Quảng Trị gần như bị san phẳng. Chỉ còn sót lại một cửa đông tương đối nguyên hình và vài đoạn tường thành cùng giao thông hào bên ngoài chi chít vết bom đạn. Và cũng trong mùa hè đỏ lửa đó, quân và dân ta đã ngã xuống nơi thành cổ Quảng Trị không sao mà thống kê nổi. Nơi đây được ví như một nấm mồ chung. Nhà thơ Lê Bá Dương từng có những dòng thơ cảm xúc chứa đầy nước mắt và máu khi nhớ về đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường Quảng Trị đầy khốc liệt. Đến nay, lời thơ văn đó vẫn đi vào lòng người, lấy bao nước mắt. Đỏ lên Thạch Hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Cuối năm 1986, khi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, thành cổ Quảng Trị điêu tàn, đổ nát. Từ tháng 2 năm 1992, thành cổ được Bộ Văn hóa Thông tin đầu tư tôn tạo để xây dựng nơi đây thành một công viên tưởng niệm gồm nhiều hạng mục, đài tưởng niệm trung tâm, trùng tu, cổng tiền, kè lại hệ thống hào thành, trồng dừa, cây bóng mát để tạo cảnh quan. Đến năm 1997, thành cổ Quảng Trị tiếp tục được tôn tạo thêm một lần nữa. Hiện thành cổ Quảng Trị có nhiều công trình để khách đến tham quan du lịch để nhớ về một thời kiên cường bất khuất của dân ta. Ai đến thành cổ Quảng Trị cũng nên nhớ, nên ngân nga những lời thơ nhẹ nhàng như những khóe mắt bỗng cay cay, như bài thơ Tấc đất thành cổ của Nguyễn Đình Lân. Nhẹ bước chân và nỗi khẽ thôi, cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ. Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió, dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật. Mỗi thức đất là một cuộc đời có thật cho tôi hôm nay đến nghẹn ngào.